Bây giờ mình sẽ xay với một ký cần tây. Một ký rau thì, và các bạn chú ý thì khi mình xay với rau thì mình nên cắt nó nhỏ ngắn như thế này nhé. Xay mà gặp phải vấn đề mà bã nó khó ra như này thì mình nên kết hợp giữa nút on và nút R này nhé. Trong quá trình khi mình cho máy hoạt động thì mình ấn nút R, và khi nó có hiện tượng kẹt kẹt thì chúng ta ấn nút R này để cho nó quay ngược quay xuôi. Xay xong một ký cần tây, bây giờ mình sẽ tiến hành tháo ra. Quá trình xay rau ấy thì chúng ta phải nên kết hợp giữa cái nút on và cái nút R. Đây là một ký cần tây. Đối với xay rau thì chúng ta nên cắt nhỏ và kết hợp giữa nút R và nút on trong quá trình xay. Khi mà chúng ta cảm thấy nó mình bị tắc ấy, thì chúng ta nên cạnh cái rong cao su này ra, cái vị trí rong cao su thì chúng ta nên cạnh nó ra để cho nó bã nó có thể ra được. Và đây là nước thành quả ép mình đã tiến hành xay xong một tí rau cần tây, và đây là thành quả mình xay được. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Midimori gian bếp tiện nghi mỗi ngày.